quãng đời học sinh, chắc chắn ai cũng có ít nhất một đứa bạn thân. Tôi cũng vậy, một tình bạn hơn 10 năm với thằng bạn chí cốt. Nhưng vấn đề thực ra nó lại là... con gái. Chơi mày. Tao xem. 1, 2, 3. Mày nè. Vô. 1, 2, 3. Lại đây. Mày nè. Vô. 1, 2, 3. Sao? Không được hí. Hí làm Google. Google. Nhắm mắt. No. Vô tao. Đưa lại cho bạn. Đứa nào? Trai của tao này nha. Mày chết. Tao gọi cho tao. Mày chết với tao. Mày đứng lại chưa? Đừng. Mày chết. Mày à. Gì? Thằng bạn Hana của tôi không khác gì một đứa con trai. Quá là mệt mỏi rồi. Bỗng hôm nay thấy mình khác hôm qua. Nỗi buồn cũng trôi đi rất xa. Nghĩ trong đâu chỉ cần đứng bên nhau, chẳng ngại khó khăn nào nữa đâu. Giờ lòng mình cứ hiên ngang đường đâu, đằng nào cũng thế vui đi. Mai tính sau, nếu buồn thì hát lên đi, sẽ vơi rất mau. Khi buồn thì cứ ngân nga, oh my god. Hát lên đi, nói ra đi bài tốt hết. Nghĩ suy đi ngại chi, nói yêu nhau đi. Sống một lần, chỉ sống một lần. Buồn hay vui cũng chỉ một lần được sống, cớ sao không vui. Ủa? Rồi khúc này tới đoạn của Hana rồi. Giờ này bà chưa tới nữa. Thì Hana là bà chú dây thun mà. Thôi, chốt như này đi. Mình cứ đi về đi. Bà đến thế thì lần sau còn hối hận. Con gái con đứa gì. Ê nhưng mà... Nói xấu gì tôi đó. Xin lỗi mọi người nha, tôi tới trễ. Mình tập thôi. Nè con ghế nha. Ê da. Ghế nó đau dữ. Rồi vô nha. Okay, bắt đầu trước nè. Sống một lần buồn hay vui cũng chỉ một lần được sống, cớ sao không vui. Thank you.
cảm giác này là sao? Chẳng lẽ... Yêu! Cái gì mà... Yêu... Yêu đương cái gì? Tao với cả Hana không bao giờ có chuyện đấy đâu. Tụi mày nó không có yên gì đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Sáng ngày mai mình lên sớm, hẹn Hana tới chỗ vắng người cho đỡ quê. Dựa vào sở thích của nó, Hana nó thích uống Milo, mua thêm làm quà. Khi nói thì dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh đàn ông. Khi nói thì dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh đàn ông. Hẹn tao xuống đây chi? Mày uống đi. Mày bỏ gì trên đây đúng không? Tao vừa mới mua đấy. Sao cái này tốt vậy? Mày không muốn tao uống? Ê, bậy uống à. Bữa sáng cân bằng. Mà sao hôm nay mày tốt với tao vậy? Nếu mày thích ấy, thì ngày nào tao cũng sẽ đối xử tốt với mày như vậy thôi. Tao giỡn. Giỡn. Không. Hana, thật ra là tao... Tao có chuyện muốn nói với mày nè. Thật à? Vậy là mày cũng... Tao có bạn trai rồi. Hana! Cái gì với mày? Đây là Mon, bạn trai tao. Còn đây là Winner, bạn thân của Hana. Chào Winner. Thôi tao lên lớp nha. Ê, cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Tao thích chị đau răng, mắc gì mày quan tâm? Thích cái gì kỳ cục vậy? Rồi cái này là sao? Còn cái này nữa. Cái này nữa là sao? Rồi cái này nữa nè. Mày có thể tránh xa tao một chút được không? Hả? Rốt cuộc là bị cái gì? Thất tình. Bạn với chả bè, thích ai sao không nói tao chỉ cho. Tao không cần. Ăn nói tao vậy hả? 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 Nó bị gì sao vậy? Em vẫn giữ vui buồn nơi để mong chờ anh ghé đến. Có anh em sẽ kể anh nghe. Vì những ngày ta trái tim ít nhiều tổn thương, chẳng dám vấn vương, chẳng dám yêu ai thật nhiều. Ring 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 shipper giao hàng tới rồi em ơi. Ding 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 chỉ cần trả trái tim em thôi, bữa tối anh mời. Anh không sợ chuyện nắng chịu mưa, ấy cô không thích vì đắng vì chua, nhưng chỉ cần đó là em thì bao nhiêu khó khăn anh hứa sẽ không chịu thua. Vì khi yêu rồi em tớ
phải mất đến bao nhiêu lâu để yêu được nhau. Người chẳng thể quên luôn là người yêu nhất. Sự thật sẽ rất đến đâu nơi ta chẳng phải làm bất thường của nhau đến mai về rồi. Vậy đừng làm người yêu nhau nhé, cứ bên nhau thôi. Dù đến lúc mắt mới xa xôi, có khi như thế lại hay, dẫu chẳng thấy thêm một lý do để ta ràng buộc nhau. Cần yêu nhau như thế nhé, cứ bên nhau thôi. Mọi thứ cũng sẽ phải thay đổi. Chỉ riêng hai ta có thể cùng nhau khi cho là dịch của nhau. Bánh luôn ta. Ngon đúng không? Mấy nữa, mấy nữa. Bữa sáng tuyệt vời. Quá ngon luôn đấy. Hana, con có chuyện muốn hỏi Hana được không? Mối quan hệ giữa Hana và bạn kia là... Sao? Không có gì. Cãi nhau nữa hả? Đang yên đang lành tự dưng thấy khó ưa thì cũng tại bà đang là bạn thân, tự nhiên đâu ra thằng bạn thân mới. Ý bà là Mon đó hả? Mon là bạn kiểu khác, Winner là kiểu khác, sao so sánh gì được? Nhưng mà thằng Winner nó đâu có nghĩ khác đâu. Cái gì? Đến lúc này thì phải nói chứ. Nè, Hana, tại ông quá đó. Thì cứ bài những vì khi yêu đôi muốn tổn thương, chẳng biết phải mất đến bao nhiêu lâu yêu được nhau. Người chẳng thể quên luôn là người yêu nhất. Sự thật sẽ rất đến đâu nơi ta chẳng phải làm bất thường của nhau. Vậy đừng làm người yêu nhau. Cứ bên nhau thôi. Dù lắm lúc mắt môi ra rồi. Có khi như thế lại hay, sao chẳng thấy thêm một lý do để ta ràng buộc nhau. Chẳng là gì của nhau, chỉ cần bên nhau như thế nhé, cứ bên nhau thôi, mọi thứ cũng sẽ phải thay đổi. Chỉ riêng
chẳng là gì của nhau. Em đâu, sau bao lâu bên nhau em có nghe anh nói gì đâu. Baby, em nhau, vì yêu tình thêm đâu. Nếu nhau mới sai màu, ta đã có mai sau. Baby, đừng vội yêu nhau. Baby, mình làm bạn thôi nha. Baby, đừng vội yêu nhau. Baby, mình làm bạn thôi nha. Đánh lại. Thôi dẹp luôn đi. Tập tành thì không lo, người thì không hát, người thì chật nhịp, tập tành gì nữa. Nói Kenchi, Kenchi, hai người sao vậy? Sắp tới ngày diễn tới nơi rồi, không tập trung gì hết vậy? Xin lỗi nha, tôi có việc chút. Hana, Hana, rồi sao? Rốt cuộc là hai người có chuyện gì? Ê, ủa ông xuống trước tôi hả? Ê, ê, Winner, 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 ê, ê, tôi cầm đèn sao tôi xuống? Winner, Winner! Winner, kia ra xin lỗi. Cuối cấp rồi, việc học của kia ra nhiều quá. Với lại kia ra nghĩ là Winner nên dành tình cảm của mình cho bản thân của mình thì tốt hơn. Kia ra xin lỗi. Mình biết là chúng ta đã không còn như trước nữa. Hana cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà Hana muốn xin lỗi Mon. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn rồi mà. Nhưng mà Hana phải hứa với Mon một điều. Hana và thật hạnh phúc. Biết chưa? Như cũ nha. Chẳng là gì của nhau.
can dim đâu. So below bên nhau, em có nghe anh nói gì đâu. Baby, vì yêu kinh thêm đâu. Nếu nhộn với side màu, ta đã có mai sau. Baby, đừng vừa yêu nhau. Baby, mình làm anh thôi nha. Chào bạn này. Cảm ơn. Mình ngồi đây được không?